Xin chào các bạn, hôm nay Levi Music sẽ nói cho các bạn một khía cạnh. Đó là nhiều bạn hỏi, em không có năng khiếu gì cả về âm nhạc, hoặc là em chưa biết gì về âm nhạc, vậy liệu có học guitar đệm hát được hay không? Câu trả lời đó là chắc chắn học được. Các bạn biết không, ai cũng có thể học âm nhạc được, bởi vì âm nhạc là môi trường sống xung quanh chúng ta. Âm nhạc là cái điều gì đó nó có sẵn ở trong chúng ta. Khi mà bạn bước đi 1, 2, 3, 4 đó là âm nhạc. Hoặc chúng ta vỗ tay, đúng không? We will rock you. Đó là âm nhạc. Đó, đúng không ạ? Đó, âm nhạc là cái điều gì đó xung quanh của chúng ta và nó ở trong tâm hồn của chúng ta. Khi chúng ta nghe nhạc, chúng ta cảm thấy thật là thích thú, cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng, thì đó là năng khiếu đó. Các bạn nghe âm nhạc, các bạn cảm thấy thích thú, đó chính là năng khiếu. Còn các bạn nghe âm nhạc, các bạn không cảm thấy gì cả, bạn không thích, thì các bạn không thể nào học được. Vậy thì chỉ cần bạn thích, bạn nghe âm nhạc, bạn cảm thấy phấn khích trong người, thì đó là năng khiếu. Và dĩ nhiên mỗi người thì có một cái lượng năng khiếu khác nhau, đúng không ạ? Giống như bậc thang vậy đó. Có căn nhà thì 1 tầng, có căn nhà thì 2 tầng, có căn nhà thì 3 tầng. Nhưng chung quy của nó vẫn là một căn nhà. Các bạn không có điều kiện thì các bạn xây 1 tầng thôi. Có điều kiện thì 2 tầng, 3 tầng. Có điều kiện nữa thì các bạn có thể xây 1 căn biệt thự. Đó là trình độ năng khiếu của mỗi người. Và năng khiếu các bạn nên nhớ rằng vẫn có thể học được, chứ không phải năng khiếu là nó hình thành dừng lại đó, không phải. Cho dù bạn có năng khiếu nhiều cỡ nào, các bạn không luyện tập, các bạn không nỗ lực, thì năng khiếu nó cũng ở trong cái chừng mực nào đó thôi. Còn nếu các bạn năng khiếu ít, nhưng các bạn chịu khó luyện tập và hết sức ở trong cái sự luyện tập kiên nhẫn, thì các bạn vẫn có thể đạt trình độ rất là cao. Vì vậy, các bạn không có năng khiếu vẫn có thể học đàn được, vẫn có thể học hát được, không thành vấn đề. Miễn các bạn chịu khó luyện tập, đó là nguyên tắc căn bản. Cần cù thì bù thông minh. Rồi, bạn chưa biết gì về âm nhạc cả, thì bạn có học đàn được không? Không biết mình mới học được chứ, đúng không? Không biết thì mình học, không sao cả. Và khóa guitar đệm hát online không thiên nhiều về lý thuyết, nhưng làm sao để các bạn có thể thực hành một cách nhanh nhất và trao cho các bạn nền tảng căn bản nhất về guitar đệm hát. Và sau khóa học, các bạn có thể học nâng cao thêm, hoặc là các bạn có thể ra ngoài để học thêm những cái cao hơn mà không bị mất nền tảng. Vì Levi Music sẽ soạn những cái giáo trình căn bản nhất có thể để giúp cho các bạn từ căn bản, từ không biết gì trở nên biết. Đó, từ ít đến nhiều, từ thấp trở nên cao. Vì vậy câu hỏi, liệu em không biết gì, em không có năng khiếu có học được không? Câu trả lời đó là chắc chắn học được. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.